Tập 23. Chị dâu cậu nói chuyện đến nhà mới, nhất định phải gọi tất cả các chiến hữu trong lữ đoàn 909 đến. Đúng rồi, mấy người tham mưu trưởng Chu đã đến chưa? Đến rồi. Bây giờ họ đang chơi trong thành phố, lát nữa tới thẳng nhà mới của anh. Phó tham mưu trưởng, anh đã nghe nói chưa? Về phương diện nào, đám người Hàn Bằng gần đây muốn đến chỗ phương hướng của chúng ta để huấn luyện mùa hè. Không liên quan đến quân chúng ta, chuyện này tôi biết rồi. Căn cứ Trình Hải, tư lệnh Lâm đã nói, lần này bọn họ kể cả lữ đoàn đến, động tĩnh không nhỏ đâu. Có vẻ bề cánh đầy đủ lắm, trang bị đầy đủ nhân lực vật lực, không bị đứt manh mối chứ. Hàn Bằng không thay điện thoại, nhưng chúng tôi vẫn luôn theo dõi. Đừng kéo căng quá. Tuy ánh chiều tịch dương rất đẹp, chỉ tiếc là đã gần tới hoàng hôn. Đúng, đúng là rất tốt. Có biết đó là ai giết không? Phó tham mưu trưởng Chữ, anh đừng kiểm tra tôi nữa. Chuyện này đến học sinh tiểu học còn biết. Đây là Đăng Lạc Du Nguyên của ta, nhà thơ thời Đường Lý Đương Ẩn. Hướng dẫn ý bất thích, khu xa đăng cổ nguyên, tịch dương vô hạn hảo, chính thị cận hoàng hôn. Hiểu nói như thế nào? Nó nói, nhìn thấy ánh chiều tà, tịch dương vô cùng đẹp, thở dài tiếc nuối, thời gian có đẹp thế nào đi nữa cũng gần tới hoàng hôn. Đợi màn đêm buông xuống, mọi thứ đều sẽ tan biến. Lúc đó, tâm trạng của nhà thơ rất buồn rầu. Thế nào, anh không tới mức đó chứ? Tôi thì cho rằng thế này, trong cuộc sống và công việc luôn có áp lực. Chính vì có áp lực mới được giải trừ. Khi nhìn thấy cảnh đẹp lúc chiều tà mới được sáng tỏ thông suốt. Cũng chỉ vào lúc hoàng hôn mới có được cảnh sắc đẹp như vậy. Trong lúc cảm khái, cảm giác buồn rầu đã được giải tỏa. Vì thế, tôi và rất nhiều người có sự hiểu biết về bài thơ này không giống nhau. Tôi cảm thấy Lý Thương Ẩn thực ra biểu đạt thái độ tích cực lạc quan, chứ không phải thái độ tiêu cực. Ý của anh muốn nói, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút. Đúng vậy. Gần đây cũng không biết người bạn học cũ của tôi đang làm trò gì nữa. Anh ta đã mời đi ba vị cố vấn của lữ đoàn Sơn Bảo, nói là làm cái gì, nghiên cứu học thuật quân đội nước ngoài. Tôi gọi điện anh ta không nghe, cả ngày ở ngoài thao trường huấn luyện. Tôi thật sự lo lắng cho sức khỏe của anh ấy. Nhưng tôi lại nghe nói mệnh lệnh điều khiển nhậm chức chính sự của anh ấy sắp được đưa xuống. Anh nói tên đó sao không nói với tôi một tiếng chứ? Nhưng mà cũng nên tuyên bố rồi, kéo dài thêm nữa thì cũng hết năm. Gọi điện quấy rầy anh ta một chút. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại. Lại không nghe máy. Anh ta có ý gì? Nhưng mà anh ta không nên buồn rầu nữa. Ra ngoài nhìn ngắm chiều tà sẽ chẳng còn chuyện gì nữa. Đúng. Lão Dương, anh đúng là đang gây chuyện mà. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Thực sự không phải làm bừa đâu. Còn không làm bừa. Anh viết một bản báo cáo từ chối nhậm chức tham mưu trưởng là có ý gì? Trong đó điều viết rõ ràng rồi. Nhậm chức phó tham mưu trưởng quân đoàn không cần phải tuyên bố nữa. Để tôi làm nốt vị trí lữ trưởng lữ đoàn 808 cho đủ một năm. Lần trước, nếu anh bị xử phạt cảnh cáo nên để người tuyên bố nửa năm coi như xử phạt anh. Bây giờ sắp tuyên bố là thăng chức cho anh rồi, anh lại không cần. Tôi đã điều tra rồi, anh vẫn còn 3 ngày là đến hết năm. Anh làm vậy không phải ngốc nghếch thì là đầu óc anh có vấn đề. Tôi khuyên anh không nên lập bản báo cáo này. Hãy để cho mình con đường lui. Bây giờ tôi sẽ đi tuyên bố, đi tìm thủ trưởng quân khu. Anh đừng đi đâu hết. Tôi đã quyết tâm rồi.
trong máy tính tôi vẫn còn lưu. Tôi đã báo lên thủ trưởng chiến khu lục quân rồi. Không tốt thật rồi. Chính Nguyễn Hà cũng có lúc không giữ được bình tĩnh. Lão Dương, anh đã báo cáo lên thủ trưởng chiến khu lục quân, vậy còn phải đưa tôi xem cái này làm gì? Anh là chính ủy của tôi, là thư ký của đảng ủy lữ đoàn chúng ta. Tôi không lo được cho anh. Anh không lo được cho tôi, nhưng anh có thể lo được cho lữ đoàn. Chính ủy, lão Hà, tôi thông báo cho anh đầu tiên là hy vọng anh phối hợp với tôi. Anh đi tìm người khác đi. Tôi biết anh vì muốn tốt cho tôi. Vì chuyện nhậm chức này của anh, tôi chạy đến chiến khu lục quân, chạy tới quân tập đoàn. Chính vì sợ tiếp tục kéo dài ảnh hưởng đến anh. Bây giờ thủ trưởng đồng ý rồi, mọi thứ đều bật đèn xanh. Ngày mai chủ nhiệm phòng công tác chính trị chiến khu lục quân sẽ tới quân đoàn tuyên mệnh đọc lệnh. Anh lại hay rồi. Anh từ chối, anh hoàn toàn không cần phải làm vậy. Hơn nữa anh làm vậy, người khác sẽ cho rằng anh đang làm cao. Nói bản thân anh, đối với chị dâu con trai, anh cũng không giải thích được với họ. Nói hết chưa? Nên nghe lời tôi. Tôi gọi anh đến đây, hy vọng có thể bàn bạc với anh làm thế nào để giúp tôi che giấu chuyện này. Sao? Che giấu chuyện này? Lẽ nào anh không làm phó tham mưu trưởng của quân đoàn? Chuyện này là tôi chắc như đinh đóng cột. Nhưng trên có cha mẹ, vợ con, dưới có cả quân binh lữ đoàn. Tôi không mong rằng họ đều biết hết chuyện này, chỉ ít trong một khoảng thời gian tương đối, không để họ biết được. Không nên gây ồn ào, dẫn đến những nghi vấn dớ dẫn. Khoảng thời gian này, cả lữ đoàn từ trên xuống dưới tập trung tinh thần và sức lực, yên tâm làm cho thật tốt việc huấn luyện kỳ sau. Anh muốn làm thế nào? Tôi hy vọng anh giúp tôi việc này, để tôi tiếp tục giữ chức lữ trưởng lữ đoàn 808 thêm một năm nữa. Anh muốn làm một cuộc chiến thay đổi bản thân, đúng? Dương Khải Trang tôi không muốn mang tính chất thất bại này rời khỏi lữ đoàn, càng không muốn để lại hậu quả cho người kế nhiệm. Nếu tôi làm như vậy, lương tâm tôi cắn rứt lắm. Như vậy tôi sẽ mãi mãi mang bóng đen tự ti trước mặt quan binh cả lữ đoàn. Anh nghĩ đến công tác huấn luyện của một lữ đoàn cũng làm không tốt, tôi còn mặt mũi nào chỉ đạo huấn luyện quân sự của cả tập đoàn đây? Anh nói bây giờ để tôi đi làm phó tham mưu trưởng quân đoàn gì đó có ý nghĩa không? Tôi xin anh đó, người anh em tốt. Tổ trưởng, chúng ta đi đoạn đường dài 1.500 km đấy. Tại sao không đi cao tốc? Xe quân sự không thu phí đường lộ sao? Cả đường đi sốc như vậy, cả người cũng rời ra. Con đường hành quân của các đơn vị đều quy định nghiêm ngặt. Quy trình hành quân cũng hành động chiến thuật. Muốn học đánh trận, phải học được đi đường trước đã. Vậy chúng ta đến núi Đại Thành sẽ ở đâu?
Chắc sẽ ở trong núi. Sao vậy? Ở trong núi. Nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta chính là huấn luyện thích ứng với cuộc sống trong rừng. Máy tính. Chúng ta chủ yếu ở trong khu vực này. Rừng sâu rậm rạp, phần lớn là rừng nguyên thủ. Tôi thấy cách thành phố cũng không xa. Cách thành phố gần nhất khoảng 50 km. Về huyện thị cách thành phố xa bao nhiêu? Tôi tra bản đồ rồi. Cách thành phố Trình Hải gần đây cũng phải 50 km. Tôi nói này tổ trưởng, sau này chúng ta huấn luyện không thể tìm một nơi có môi trường tốt hơn một chút sao? Chỉ ít giao thông thuận tiện, phong cảnh đẹp một chút. Khu vực núi Đại Thành rất đẹp. Sau núi chính là biển. Trên núi còn có loại hang động nguyên sơ, còn cả hang động hoang dã. Có thỏ hoang, lợn hoang, còn cả báo hoang. Cậu cũng hài hước đấy. Tôi bây giờ không có một chút hài hước nào cả. Chỉ còn lại sự rầu rĩ mà thôi. Không phải cậu bị bệnh trầm cảm chứ? Đi đi đi. Cái gì mà trầm cảm chứ? Tôi nói cho anh biết, trầm cảm là trầm cảm, bệnh là bệnh, để cùng nhau lại thành một loại bệnh. Sau này anh nói năng phải chú ý một chút. Bệnh trầm cảm, đó là lời mắng nhiếc người khác. Tôi nghe nói rất nhiều người bị mắc bệnh này nhưng không biết. Các anh có ý gì? Tôi bị bệnh đó à? Tôi không nói câu đó nhé. Ý của tôi là anh có chút triệu chứng ban đầu về mặt tinh thần, phòng tránh sớm cũng tốt. Tổ trưởng, chiếc xe này có an toàn không? Sẽ không bị chìm chứ? Biết bơi sẽ không sợ. Cửa sổ thoát hiểm. Đùa tôi phải không? Coi như đã được hưởng thụ sự thoải mái êm ái của đường cao tốc rồi. Tổ trưởng, tôi xin được uống ngụm nước. Uống đi. Tổ trưởng, anh uống đi. Cậu uống đi. Uống một ngụm là được rồi. Uống nhiều không có chỗ đi vệ sinh. Tổ trưởng, sau này luyện tập đường dài, tôi nhất định phải xin mang chiếc thùng đi. Chủ ý này của cậu đúng là không tồi. Thích thì hãy nhớ lấy. Lúc sau đi huấn luyện, nhớ mang theo chiếc xô nhựa. Vâng. Đúng rồi tổ trưởng. Anh tốt nghiệp trường đại học nào? Tốt nghiệp đại học y. Sao vậy? Đại học y. Anh đường đường tốt nghiệp đại học y, không đi làm bác sĩ, sao làm sơn báo làm gì? Vậy thì cậu không hiểu rồi. Tôi nói cậu biết, có những trải nghiệm này, cả cuộc đời này của cậu sẽ khác. Cả đời. Tổ trưởng, có những lúc tôi rất hâm mộ anh. Anh xem, các anh uống loại nước suối đó, có thể có cảm giác như uống rượu ngon. Ngồi trong xe giáp, bọc kính bí hơi thế này, có cảm giác như ngồi trong xe hạng sang. Quắc đắc, cậu nói câu này vô cùng chính xác. Tôi nói cậu biết, phân tích từ góc độ khoa học sinh lý cơ thể người chính là đạo lý đó. Nếu cậu sống trên quang mạc 7-8 ngày, cho cậu uống nước tiểu cũng coi là rượu ngon, đúng không? Nếu cậu bị người khác đuổi giết hết sức cùng lực kiệt, có máy kéo chạy đi qua, cậu nhất định leo lên đó coi như xe hạng sang. Có phải đạo lý đó không? Tổ trưởng, anh cũng đi lính sớm hơn tôi 1 năm. Nhưng có đôi lúc tôi thấy
anh, tôi không biết nói thế nào nữa. Chính là anh không hề giống thế hệ 9X chút nào. Tôi nói cậu biết, nếu cậu yêu thích nhiệt huyết với sự nghiệp này, cậu sẽ rất tự giác chấp nhận việc đồng hóa này. Nếu ngược lại không yêu thích, cậu sẽ mãi mãi không cảm nhận được sự vĩ đại và sức hấp dẫn của tập thể. Cậu hiểu không? Để tôi nghĩ xem. Trực thăng chuẩn bị triển khai danh sách địa hình của dải đất này. Mỗi người chúng ta đều phải quan sát địa hình núi, thực vật, sông suối, thôn làng trong thời gian ngắn nhất, ghi nhớ từ trên không trung đặc điểm địa hình địa lý của khu vực tác chiến. Bây giờ lựa chọn địa điểm đáp xuống. Sau khi xuống rồi, mọi người chia nhau thành bốn hướng truy tìm trinh sát. Cuối cùng chúng ta xác định vị trí chỉ huy đại đội. Đại đội trưởng Bằng, đã tìm thấy địa điểm hạ cánh, có thể hạ không? Có thể hạ cánh. Căn cứ chỉ thị của Bộ Tham mưu Lục quân Chiến khu, địa điểm huấn luyện của lữ đoàn sắp xếp như sau: cơ quan lữ bộ, thông tin tin tức và đại đội tâm lý chiến ở phía dưới tiểu á lĩnh, đại đội đặc chiến ở trên sườn núi chân núi phía bắc ở núi Sơn Trình, doanh trại ở chân núi phía tây của núi Đại Trình, doanh trại pháo binh, không binh trinh cạn và giáp binh đều ở trong khu căn cứ. Vì các cậu đến là nhiệm vụ lục quân chiến khu lâm thời hạ lệnh xuống, trong năm không có kế hoạch trước, rất nhiều thiết bị đang bảo trì, vì thế cũng chỉ có thể sắp xếp như vậy thôi. Thật ra chúng tôi đang muốn tìm một nơi thiếu điều kiện đảm bảo để làm điều kiện đảm bảo cho huấn luyện sinh tồn. Tình trạng khu núi Đại Trình khá phức tạp, khu núi cao đường sâu giao giữa ba huyện. Ngoài trong căn cứ có một phần binh lực có thể trực tiếp cung cấp đảm bảo, chân núi phía bắc và phía tây đều không có người ở. Hơn nữa tín hiệu di động cũng không thể phủ sóng toàn bộ. Phó đội trưởng Bằng, phó đại đội trưởng, đã liên lạc được với bộ chỉ huy chưa? Đã kết nối với tín hiệu vệ tinh, có thể thông điện thoại, lập tức nối máy với Lữ Phó Hồng. Rõ. Tốt, rất tốt. Mọi thứ đang triển khai theo kế hoạch. Đúng. Lữ trưởng, Bằng Ký Hải đã đến vị trí đầy đủ. Đại đội đặc công đúng là hành động nhanh. Trước khi đến đã trinh sát trên không và quay lại hình ảnh rõ nét về chân núi phía bắc của núi Đại Trình. Chủ nhiệm Liễu, đại đội trưởng Phùng, dữ liệu tình báo khi nào gửi qua? Mấy phút thôi. Muộn một chút có thể gửi tất cả tài liệu qua. Tốt. Lữ Phó Hồng, ra ngoài một lát. Núi Đại Trình chỉ cách thành phố Trình Hải hơn 100 cây. Anh có thể về nhà một chuyến. Tôi không sao. Vợ tôi ở nhà rất tốt. Xong đợt huấn luyện này hãy quay về, tranh thủ mấy đơn vị vẫn chưa tới. Lát nữa chính quỹ muốn tới lữ đoàn 909 thăm Lữ Trưởng Đinh và chính quỹ Từ. Anh đi với họ chút. Được, anh có thông thuộc khu vực này không? Tôi không thông thuộc lắm. Khu vực phòng ngự của lữ đoàn 909 chỉ đến căn cứ địa núi Đại Trình, đi về phía tây rất ít. Trước đây vẫn muốn dẫn đội quân trinh sát đặc chủng đến đây xem thử, nhưng chưa có cơ hội. Vừa rồi tôi để Bằng Ký Hải trinh sát cơ bộ một chút rồi. Đi thôi Lữ Phó Học. Được. Vậy hai người đi đi. Cẩn thận. Được. Vậy tôi đi trước. Ba liên đội của doanh trại cơ bộ đã tới điểm chỉ định. Một tiếng sau có thể vào khu vực huấn luyện. Lữ trưởng, đây là tư liệu tình báo về địa hình núi Đại Trình. Đây là mục lục. Nói với Liễu Sang Sang, sau khi lập mạng lưới xong, gửi đến hệ thống máy tính của mỗi đơn vị. Dân.
phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nghỉ 20 phút, lát nữa chuẩn bị vào núi. Dân tổ trưởng, anh có ý gì? Lát nữa vẫn ngồi cái xe này để vào núi, đúng không? Sao vậy? Không được, không được. Ngồi chiếc xe này nữa, tôi không nôn không được. Được rồi, đừng thể hiện cậu khác biệt. Mọi người đều như nhau, không giống nhau. Sao không giống? Có đầu óc, có bờ vai. Cậu là sinh viên đại học, cả đội chúng ta đều là lính đại học. Được rồi, đừng nói nữa. Kiên trì thêm nửa năm. À không cần, thêm một năm năm tháng nữa thôi, được không? Vậy được. Lát nữa ngồi xe thời gian dài như vậy, tôi tìm một chỗ nào đó thuận tiện được không? Được, đi nhanh lên. Khẩn trương. Biết rồi. Gọi điện cho cậu, cậu tắt máy. Không biết tình hình thế nào. Bây giờ một cơ hội tuyệt hảo đang đợi cậu. Một công ty sắp quay bộ phim điện ảnh để tham giải Oscar. Đầu tư vô cùng lớn, mời ảnh hậu của Mỹ Meryl Streep góp mặt. Nam chính vốn được chọn vì uống rượu lái xe nên bị bắt. Tôi đề cử cậu. Nhìn ảnh xong, đạo diễn rất hài lòng, muốn cậu trong vòng 3 ngày tới thử ống kính. Nhất định không được bỏ qua cơ hội. Vô cùng cảm ơn. Tôi nhất định sẽ cố gắng tranh thủ. Xin hãy nói cho tôi biết nội dung. Tôi sẽ cố gắng xin lãnh đạo nghỉ phép. Quốc Đắc. Quốc Đắc, cậu làm gì vậy? Tôi đang đi vệ sinh, đau bụng. Được, không vội, cứ từ từ. Đi xong ghế lắp đi. Chú ý bảo vệ môi trường. Rõ. Nam chính là một cảnh sát hình sự Trung Quốc, phụ trách bảo vệ những thế lực mạnh của Mỹ. Trip đến Trung Quốc lưu diễn, thực ra chính là vệ sĩ riêng của cô ấy. Anh có võ nghệ cao cường, nhiều lần giải cứu Trip khỏi nguy hiểm. Hai người đắm chìm vào yêu đương, diễn một chuyện tình chị em xuyên quốc gia trước nay chưa từng có. Khi Strip xuất cảnh hoàn toàn, tuyên bố rầm rộ với truyền thông, thu hoạch thành công nhất của cô ấy khi tới Trung Quốc lần này không phải là thành công diễn xuất, mà là đã có kết tinh của tình yêu. Còn cậu vẫn không muốn cởi bỏ bộ đồ đồng phục cảnh sát vì bản thân mình, lại trong lúc phân vân không nỡ từ bỏ chị gái người Mỹ. Bạn gái cũ người Trung Quốc của cậu lại nói vẫn yêu cậu. Đó là một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, vô cùng lãng mạn, đầy màu sắc. Thử ống kính chỉ là thủ tục, cậu đến rồi lập tức mở máy. Trip chỉ ở Trung Quốc có 10 ngày thôi. Nhất định không được bỏ lỡ cơ hội, anh mong. Tất cả lên xe. Dân. Quốc Đắc. Có. Cậu còn chưa đi xong sao? Chúng tôi đợi cậu đấy. Được, tôi tới đây. Nhanh lên, chỉ đợi mình cậu. Nhanh lên xe đi. Không không, tổ trưởng tôi có chuyện muốn nói với anh. Nói gì? Nhanh lên xe xuất phát, chuyện này rất quan trọng. Lên xe, lên xe. Tôi lên là được rồi, đừng đẩy tôi. Tôi... Tổ trưởng, anh cho tôi xem bản đồ chút được không? Trong xe đảo lộn thế này, xe bản đồ làm gì? Đến doanh trại rồi xem. Vậy ở đây còn cách doanh trại bao xa? Khoảng 10 cây. Sao vậy? Trong rừng chúng ta không bị lạc đường chứ? Trước lúc xuất phát, chẳng phải gửi định vị thiết bị vệ tinh cho từng người rồi sao? Cậu mở nó ra, là sẽ biết vị trí của mình. Nếu cậu lạc đường thật, sẽ hiển thị nhắc nhở quay lại. Căn cứ vào dấu vết đường quay về của nó, có thể là điểm xuất phát. Trước lúc xuất phát đã dạy rồi mà.
Lúc đó tôi đang ở trong bệnh viện mà. Tôi quên mất. Bây giờ không cần nữa rồi chứ? Tôi biết. Được rồi. Nhìn phải, nhìn trước, nghĩ, nghiêm. Bắt đầu từ bây giờ, giai đoạn đầu tiên, bắt đầu diễn luyện xuyên rừng sâu, thời gian 3 ngày. Mọi người sẽ từ đây đi vào rừng sâu Đại Trình, vượt qua núi Đại Trình, tìm mục tiêu số 3. Mục tiêu số 3 là một quan viên quan trọng bị phần tử khủng bố bắt giữ, trên người có mang theo cơ mật. Nhiệm vụ của người này là: thứ nhất, tìm ra vị trí xác định của mục tiêu số 3. Thứ hai, giải cứu thành công mục tiêu số 3. Thứ ba, bắt được phần tử khủng bố. Nếu gặp phản kháng, hãy tiêu diệt. Trên người mục tiêu số 3 mang theo một chiếc điện thoại di động, sẽ hiện giờ phát tín hiệu mở máy. Trong giây phút mở máy đó, mọi người thông qua định vị vệ tinh nhanh chóng khóa chặt vị trí của mục tiêu. Rõ chưa? Rõ. Lữ Phó Hồng đặc biệt bảo tôi nhắc nhở mọi người, các nhóm nhỏ sau khi đến vị trí đã hẹn phải trao lại súng cho nhau. Báo cáo, lúc chúng tôi xuất phát vừa mới giao súng rồi, chắc là không vấn đề. Nơi chúng ta đóng quân và khu núi Đại Trình lệch nhau 1.500 km, kinh dĩ độ chênh lệch rất lớn, khí hậu, độ nóng ẩm cũng có sự thay đổi, nhất là lực từ trường của trái đất thay đổi thất thường, ảnh hưởng tới lực bay của viên đạn. Đây là kiến thức bắt buộc phải nhớ kỹ của một lính đặc chủng, nhất là lính đặc chủng xạ thủ. Rõ. Xuất phát, nhóm số 1 bên phải quay. Chạy bộ, chạy. Nhóm số 1 bên phải quay, chạy bộ, chạy. Nhóm số 3 bên phải quay, chạy bộ, chạy. Nhóm số 4 bên phải quay, chạy bộ, chạy. Nhóm số 5 bên phải quay, chạy bộ, chạy. Tổ 9, có. Lều trại của mọi người hãy cắm ở đối diện, phía sau là tổ 7, 6. Dân Thích Hiện, tổ chức xem địa hình một chút. Dân, nào đi cùng tôi. Mọi người vất vả rồi. Cậu làm gì thế, đi theo đi. Tổ trưởng, đại đại tôi nói này. Làm gì? Tổ trưởng, tôi muốn nghỉ phép. Nhưng quắc đắc, cậu có phải bị điên thật không? Bây giờ lúc nào rồi cậu còn muốn xin nghỉ phép? Xin nghỉ phép còn phải giờ giấc sao? Nếu như nghỉ rồi, tôi còn xin phép anh nghỉ làm gì? Cậu xem đi, trung đội hàng không trên đất liền, đại đội đặc chiến đều đã bắt đầu. Tổ trưởng, chuyện này rất quan trọng với tôi. Quan trọng cũng quan trọng bằng lần huấn luyện này không? Không được, tổ trưởng, tôi... Chuyện này liên quan tới bước chuyển mặt quan trọng của đời tôi. Quốc Đắc, cậu nói bậy bạ gì vậy? Lập tức chuẩn bị đi. Lát nữa hành động rồi. Tôi chuẩn bị cái gì? Chẳng phải cậu bị đau bụng đi ngoài sao? Tôi nói cậu biết, lát nữa hành động chiến thuật tấn công cả tổ, cậu nhất định không được làm hỏng. Tổ trưởng, anh không nói tôi còn... Tôi không nhìn được nữa. Tôi... Huh?
Đây là nơi quái quỷ gì thế, không có sóng. Làm sao đây? Bãi lá vàng đó, đúng, hãy nhắm vào nó. Được. Thấp rồi. Còn kém nhiều vậy? Thế nào? Đội trưởng Bằng nói đúng, lệnh thấp rồi. Tôi sẽ chỉnh lại hai phát. Được, tranh thủ thời gian. Đúng rồi. Đi, đi. Gần điểm cao 125. Xuất phát. Dân. Lữ trưởng, lữ trưởng, ăn cơm thôi, ăn cơm. Được, tới ngay. Thăm mua tiếp, có. Anh nói với số xe 803, bảo cậu ta đừng đến gần phía tay trái. Rõ. Tám lẻ ba, vận động về phía bên phải của anh. Tôi đói quá. Nào, cảm ơn. Phải lau tay trước đã. Muốn ăn đều cho anh ăn hết mà, ai dành đâu chứ. Ngon. Có muốn mở giới không?
Uống đi. Tôi không thể phá vỡ quy định này. Tốt. Có quyết tâm này, tôi sẽ làm đến cùng với anh. Hai chúng ta hôm nay có muốn thay đổi cách suy nghĩ không? Ăn cơm còn thay đổi cách suy nghĩ, không dùng miệng ăn, dùng tay để ăn à? Ăn thịt vịt với tiểu nhị là thói quen bao năm nay của anh. Anh đã cai được mấy tháng rồi. Anh khó chịu tôi cũng nhìn ra được. Hay là thế này, giảm giá chút đi. Ăn thịt vịt không uống rượu, ngửi mùi rượu. Chính quỷ, đúng là chỉ có anh. Được. Nào. Gặp thủ trưởng chưa? Tư lệnh viên và chính quỷ cùng nói chuyện với tôi. Quy cách không thấp đâu. Thủ trưởng đã đồng ý thỉnh cầu của anh, để anh ở lại một năm. Nhậm chức mới phó tham mưu trưởng quân đoàn, một tuần sau tới nhậm chức. Ai thế? Hình như là vừa từ bên chiến khu thứ ba sang. Tốt đấy. Lần này anh từ bỏ rồi. Tôi từ bỏ rồi. Liên quan gì tới tôi? Không còn vị trí nữa. Mọi người đều tập trung hết tâm trí để huấn luyện. Muốn uống thì uống đi. Không tính phá quy định, tôi đặc biệt phê chuẩn. Nhanh chóng quay về đi. Làm việc của các cậu đi. Lính thông tin. Ba không một đã tới vị trí chỉ định. 301 nhận được lệnh cho nhanh chóng men theo đường bên trái xen vào đến cao địa 80 tập trung cùng 308 307. 309 nghe rõ. Tất cả tổ đều có. Hãy mở thiết định gì đi men theo đường núi để lên, khoảng cách 5 mét xuất phát. Dân theo sát. Cẩn thận dưới chân đấy, đừng sợ. Rõ. Nghỉ tại chỗ. Dân.
Chúng ta không đi nhầm đường chứ? Không sai được đâu. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, giữ gìn chút sức khỏe. Lát nữa vẫn còn một vách núi phải leo lên. Vị trí mục tiêu số 3 vẫn liên tục di chuyển. Lát nữa đợi hắn mở lại máy, chúng ta hãy chỉnh sửa lại phương hướng vị trí. Ngải Dài, sau khi cô xuất ngũ, dự định sẽ làm gì? Tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi học người dẫn chương trình, cùng lắm sau này về đài phát thanh hoặc đài truyền hình. Cô có hối hận đã đi lính không? Không hối hận. Tôi thấy việc này có ý nghĩa hơn việc đứng trước máy quay phim. Cô nói xem, Quốc Đức tại sao không muốn làm lính đặc công? Giống dĩ cậu ta đã không muốn đi lính. Lúc đó cũng là vì tôi đã đăng ký, cậu ta mới tới đăng ký theo. Tôi có một vấn đề vẫn luôn không hiểu. Cô nói hai người không phải quan hệ yêu đương. Cô không yêu cậu ta, vậy tại sao cậu ta cứ sống chết đi theo cô? Ai mà biết được. Người ta đã nói rồi, là người hâm mộ của Ngải Dài. Cậu đã hiểu ra rồi phải không? Tôi thật không biết làm người hâm mộ cậu ta có ý đồ gì, có ý nghĩa gì. Người hâm mộ là từ hài âm tiếng Anh sang, có ý nghĩa là hâm mộ điên cuồng. Ví dụ nói, những người hâm mộ phim ảnh theo đuổi các ngôi sao, đến sau này dần dần phát triển thành một kiểu hâm mộ điên cuồng thần tượng. Cũng không biết nào là phải trái đúng sai. Còn bây giờ không ai nói rõ được rốt cuộc là một loại tâm lý gì.